Hé lộ bẫy lửa của Nga tại Bakhmut khiến quân Ukraine nhận thất bại. Thưa quý vị, việc quân đội Ukraine giành được những thắng lợi quân sự lớn ở một số mặt trận, nhưng quân đội Nga bắt đầu tấn công vào các trung tâm năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện, cúp nước trên toàn quốc, cộng với việc thiếu hệ thống sưởi ấm, gây nên khủng hoảng trên toàn lãnh thổ Ukraine. Những chiến thắng của quân đội Ukraine tại Kherson gần đây hay tại Kharkov cũng không thể khỏa lấp được cuộc khủng hoảng, bởi vì theo các nhà phân tích quân sự độc lập, chiến thắng của Ukraine có sự cho phép của quân đội Nga. Chiến thắng của Ukraine trên hướng Kharkov không thể được coi là thành tích quá lớn lao, bởi vì quân đội Ukraine tập trung lực lượng và tỷ lệ sức mạnh là 10-1. Cuối cùng, vì lý do tương tự, quân đội Nga đã triệt thoái khỏi Kherson mà không bị tổn thất. Khi tướng Surovikin được bổ nhiệm làm tư lệnh chiến trường của Nga tại Ukraine, quân đội Nga đã chuyển sang tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine. Trong bối cảnh thiếu năng lượng và các vấn đề kinh tế ở Ukraine, thì ưu thế sẽ là phần lớn phụ thuộc vào kết quả của các trận chiến ở Donbass, đặc biệt là ở Bakhmut. Một blogger nổi tiếng của Ukraine đã vạch trần sự thật trong một bài đăng ngày 23 tháng 11. Một đòn trực tiếp và mạnh mẽ của Nga vào ngành năng lượng của Kiev đã gây ra tình trạng mất điện toàn thành phố. Trước đó, các vụ nổ đã được ghi nhận ở Dnipro, Vinnytsia, Kremenchuk, Kherson, Nikolaev và những nơi khác. Đánh giá qua video, một sự hoảng loạn nghiêm trọng đang bùng phát ở nhiều thành phố trên cả nước Ukraine. Khác với những gì diễn ra ở Kherson, trận chiến Bakhmut hay còn được chính quyền Kiev gọi là AT Moscow, theo đánh giá từ một số chuyên gia quân sự thế giới, thì tình thế đang tỏ ra rất bất lợi đối với Ukraine. Tại Bakhmut, quân đội Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi ngoại ô thành phố và các vùng phụ cận. Theo một số thông tin, quân đội Ukraine đã rút khỏi khu dân cư Ozaryanovka nằm ở phía nam Bakhmut cũng như Kudyumovka. Song song với điều này, do không thể giữ được vùng ngoại ô phía nam của Bakhmut, sự thay đổi vị trí của quân đội Ukraine đã được ghi nhận. Thực tế này cho thấy quân đội Ukraine vẫn đang lên kế hoạch rút khỏi Bakhmut và khả năng cao điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần. Việc quân đội Ukraine rút lui khỏi Bakhmut là do quân đội Ukraine không thể tiếp cận thành phố do vòng vây của quân Nga đối với Bakhmut đã khép chặt. Trong điều kiện như vậy, quân đội Ukraine đơn giản là sẽ không có thể rút lui và gần như chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Quân đội Ukraine mô tả tình hình hiện tại ở Bakhmut là rất nguy cấp. Các công sự ở khu vực ngoại ô thành phố gần như bị phá vỡ do thời tiết và đạn pháo của quân Nga và quân đội Ukraine cũng không thể tiến hành các cuộc phản công trong điều kiện như vậy. Việc quân đội Ukraine rút lui khỏi Bakhmut và các vùng lân cận cho phép quân đội Nga tiếp cận và tổ chức tấn công vào các khu vực Chasovya, Konstantinovka và Kramatorsk trong tương lai. Tuy nhiên, các tuyến phòng thủ khá kiên cố đã được xây dựng ở vùng ngoại ô của các thành phố này. Hiện tại, quân đội Ukraine đã cho nổ tung hầu hết các cây cầu đường bộ ở ngoại ô Bakhmut và đang chuẩn bị rút lui, giống như ở khu vực thành phố Lysychansk, Severodonetsk vào hồi tháng 6 vừa qua. Điều thực sự gây sốc cho các chuyên gia Ukraine là tổn thất tới 60-65% lực lượng của một trong những lữ đoàn có khả năng chiến đấu cao nhất của quân đội Ukraine, đó là lữ đoàn 58 gần Bakhmut. Cuối cùng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tiếp tục tăng quân cho lữ đoàn này. Thành phố Bakhmut có tầm quan trọng chiến lược đối với cả quân đội Ukraine và Nga. Đây là trung tâm giao thông quan trọng nhất ở Donbass. Lực lượng đảm nhiệm phòng ngự chính tại Bakhmut là lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 58 của quân đội Ukraine. Cuộc chiến giành thành phố này đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng đã gần đến hồi kết. Vào giữa tháng 5, quân đội Nga mở cuộc tấn công vào Bakhmut qua Popasna. Không chịu được sức ép, quân Ukraine rút khỏi Popasna, rút dần về Bakhmut. Sau đó, quân đội Nga đã tiến hành bao vây Bakhmut bằng hỏa lực pháo binh và một loạt các cuộc không kích, khiến tiểu đoàn bộ binh cơ giới 15 của lữ đoàn 58 tổn thất một nửa quân số chỉ trong vài giờ. Giao tranh trực tiếp bắt đầu ở ngoại ô Bakhmut vào ngày 1 tháng 8, lúc đó Bakhmut đã được biến thành một công sự kiên cố. Cho đến nay, quân đội Nga đã tiến sâu vào được tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại khu vực làng Ivangrad và vượt qua sông Bakhmutka gần làng Opitny, thực hiện việc bao vây thành phố từ phía nam. Quân đội Ukraine sau đó đã bổ sung quân cho lữ đoàn 58 và cầm cự trong một thời gian dài, nhưng bị tổn thất nặng nề. Gần đây, các thành viên của tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 13 và 15 của lữ đoàn đã kêu gọi quân đội Ukraine hỗ trợ khẩn cấp, nếu không họ sẽ không thể giữ được thành phố. Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng thành phố Bakhmut có thể trở thành nhân tố quyết định quy mô đối với toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga. Đặc biệt, theo cựu tổng tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Wesley Clark, binh sĩ Nga đang giăng bẫy lửa đối với quân đội Ukraine trong khu vực. Theo vị tướng 4 sao người Mỹ, nếu lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất đáng kể, thì điều này sẽ mang lại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một con át chủ bài để buộc Kiev phải ngừng bắn tạm thời, thậm chí là đình chiến.
những cuộc tấn công của quân đội Nga ở Donbas theo đuổi các mục tiêu chiến thuật và chiến lược nhất định. Điều diễn ra tại đây có thể trở thành yếu tố quyết định trong toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt. Vị tướng Mỹ đã nghỉ hưu đã nêu ra điều kiện chính để Nga có được chiến thắng tạm thời ở Ukraine. Theo ông Clark, quân đội Nga cần phải đưa các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine vào bẫy lửa ở khu vực Artemovsk. Nếu quân đội Ukraine chịu tổn thất đáng kể, thì Tổng thống Nga Putin sẽ có khả năng buộc Kiev đồng ý ngừng bắn tạm thời hoặc thậm chí là lâu dài. Tướng Clark bày tỏ quan điểm này trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN. Nếu các binh sĩ Nga có thể chiếm lấy những vị trí của quân đội Ukraine tại Artemovsk, thì Tổng thống Putin sẽ thắng. Vị quan chức quân đội Mỹ đã nghỉ hưu cho biết trong bài bình luận của mình. Tướng Clark cũng nói rằng những cuộc tấn công tên lửa liên tục của lực lượng vũ trang Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine có thể chuyển thành hành động bền vững, được Điện Kremlin thực hiện thường xuyên. Theo ông Clark, Nga hiện nay có đầy đủ những gì cần thiết để gây ra thiệt hại đáng kể cho Ukraine và Kiev sẽ rất vất vả trong việc chống đỡ. Nhưng đối với Ukraine, họ khẳng định vẫn đang giữ vững thành phố Bakhmut và gây cho quân Nga nhiều tổn thất nặng nề đến mức không thể hồi phục. Vào đầu xung đột quân sự, Tổng thống Nga Putin dường như hướng tới mục tiêu là một chiến thắng tổng thể. Kế hoạch ban đầu của Nga là nhanh chóng đánh chiếm Kiev và hạ bệ chính phủ Ukraine, trong khi chỉ vấp phải sự phản kháng yếu. Chiến thắng toàn cục đó sẽ đưa Ukraine quay trở về vùng ảnh hưởng của Nga và bảo đảm chính quyền Kiev thân thiện với Nga tương tự như chính quyền Belarus. Tuy nhiên, với diễn biến thực địa, mục tiêu đó hiện đã trở nên xa vời với Nga. Việc quân Nga không chiếm được sân bay Antonov và tình trạng tắc nghẽn của một lực lượng lớn quân cơ giới trên đường tới Kiev đã buộc Nga phải từ bỏ mục tiêu chiếm thủ đô của Ukraine. Sau đó, Nga tuyên bố giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự đặc biệt đã kết thúc. Thực tế trên chiến trường đã kéo theo sự thay đổi trong chiến lược của Nga. Điện Kremlin đã hướng sự chú ý tới khu vực miền đông và miền nam Ukraine. Ông Putin lúc này hướng tới một mục tiêu giới hạn hơn trong không gian địa lý thu hẹp này. Hiện chưa rõ mức độ Moscow thu hẹp điều kiện mà họ cho là cần thiết nếu chiến thắng. Tổng thống Putin có thể tính toán rằng nếu tổng động viên lực lượng dự bị, Nga có thể giành thắng lợi toàn cục. Trước mắt vào tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu công bố động viên một phần lực lượng dự bị 300.000 lính. Hiện Nga vẫn thận trọng với động thái tăng thêm lực lượng dự bị. Nếu Nga nâng mục tiêu cần giành được, họ có thể phải huy động thêm lực lượng dự bị ngoài con số 300.000 nói trên. Có vẻ Nga đã đặt ra mục tiêu hạn chế hơn ở vùng Nam và Đông Ukraine. Sau khi Nga chính thức sáp nhập 4 vùng của Ukraine, nếu Nga tiếp tục nắm chắc các vùng này, họ có thể tuyên bố về một chiến thắng dựa trên việc bảo vệ thành công các vùng này. Lúc này chưa bên nào trong xung đột Nga-Ukraine tỏ ra sẵn sàng đàm phán thực sự. Lẽ thông thường, các nước ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột vũ trang khi họ ở vị thế quân sự mạnh hơn để ép đối phương phải nhượng bộ, hoặc khi họ ở thế yếu, bị đe dọa và cần đến hòa bình. Hiện tại, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định sẽ không có đàm phán chừng nào các lực lượng Nga chưa rút hết khỏi Ukraine. Trong khi đó, xác suất Nga chấp nhận đàm phán cũng thấp. Nếu đàm phán, Nga sẽ có đòi hỏi tối thiểu là nắm chắc những khu vực họ đã sáp nhập ở miền đông và nam Ukraine, cũng như tiếp tục duy trì kiểm soát bán đảo Crimea. Như vậy, khả năng ngừng bắn không nằm trong tương lai gần. Chiến sự sẽ tiếp tục đến khi một bên đạt được một lợi thế quân sự quyết định để gây sức ép đạt được một kết quả có lợi. Không bên nào chấp nhận thỏa hiệp tại bàn đàm phán cho đến khi thế cân bằng sức mạnh nghiêng đáng kể về bên này hoặc bên kia. Giai đoạn này, nhiệt độ chiến sự có thể trùng xuống do nhiệt độ thời tiết giảm sâu trong các tháng mùa đông. Điều này cho giới hoạch định chính sách của Nga và Ukraine thêm thời gian để suy tính các bước đi tiếp theo và nhìn nhận các mục tiêu của mình. Thông tin vừa rồi đã khép lại video của kênh TV 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!